Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 22, đọc các phần đơn giản với chữ Y. Các bạn cùng đọc theo cô nhé. Y. Y. Tờ. Ê. Sắc. Tế. Y. Tế. Y. Cờ. U. Nặng. Cụ. Y. Cụ. Tờ. Y. Hỏi. Tỉ. Mờ. Y. Hỏi. Mỉ. Tỉ. Mỉ. Y. Sắc. Ý. Tờ. Ư. Sắc. Tứ. Ý. Tứ. Con làm tốt lắm. Hoan hô. Ca. Y. Ngã. Kỹ. Sờ. Ư. Sư. Kỹ. Sư. Y. Ô. G. A. Ga. Y. Ô. Ga. B. E. Sắc. Bé. H. A. Huyền. Hà. B. Y. Nặng. Bị. H. O. Ho. Con đọc rất tốt. B. A. Huyền. Bà. B. E. Sắc. Bế. B. E. Sắc. Bé. R. A. Ra. Y. Tờ. E. Sắc. Tế. S. A. Ngã. Xã. Sờ. Sờ. Vờ. Tờ. Y. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. UNESCO Edu, vì một nền giáo dục tốt hơn cho người Việt.